300 gram, 15 hay 20 có. À, cũng của BBK luôn đó bạn. À, rồi chúng ta sẽ tải app BBK. À, nước ngọt Fanta, cái này vị màu xanh này là chào các bạn. Trong dịp Tết này thì mình thấy nhiều bạn về yêu về những cái giỏ quà ở này, thì có bạn ngạc nhiên, có bạn vui, có bạn hồi hộp vì cái món quà, trong món quà nó có cái gì. Thì hôm nay mình cũng review một cái giỏ quà, xem cái giỏ quà này gồm có những gì và bên trong nó có thực sự như mô tả bên ngoài các bạn ha. Chứ ở trên mình thấy mấy bạn trên Facebook là review mà đau tim lắm các bạn, học quà mà không biết được như ý mong đợi. Rồi bây giờ mình bắt đầu các bạn, không nói nhiều. Rồi, phần đầu tiên là đánh giá tổng quan là màu vàng rất đẹp, nơi màu xanh, cái bao màu hồng đó bạn. Rồi nó có một cái miếng giống như là đề can vậy các bạn, nhưng mà không có lọt ra nè. Cái này đúng ra là lọt ra nữa được không á. Lọt ra giá và có hình chúc mừng năm mới nữa bạn, happy new year nè. Rồi bây giờ mình sẽ từng chi tiết ha, mình sẽ cắt cái nơ ra trước. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái nơ ra trước nha. Cái nơ này là không cần cắt, nó được ha. Tại vì á, mình thấy trên mấy bạn trên Facebook chia sẻ bạn là người bán không có lòng mà cái người mua mới lòng nha các bạn. Đó nên là cái người mua thì số tiền bỏ ra là không có lòng, nhưng mà khi mà mua cái người bán là người ta bán cho có đi lòng. Mặt trời dính rồi. Chị hai đã qua dịp Tết đến sự gói quà mà mệt luôn á. Bây giờ mình sẽ cắt từng cái trước nha. Giờ mình cái này ra thôi bụi nè, hộp trà trước nè. Rồi trà trước nữa là rồi đó, nặng lắm có nha các bạn đó. Rồi chất lượng nha, hộp trà, hộp trà Ngọc Trang này. Đây, trà sâm dứa nè bạn, sâm dứa. Trà sâm dứa. Nó giống câu mình nói nha bạn, người bán lầm chứ người mua không có lầm. Mà nếu mà người bán mà là tự gói á thì là chắc không có lầm. Còn á, cái người bán á mà là lấy lại của người ta nữa luôn các bạn, tức là có những người người ta gói sẵn để người ta giao lại á, rồi cái người đó mới lấy bán là, thì có khi người ta bán mà nó không có biết là cái món quà món đó là món gì luôn á, bên trong nó là cái gì luôn, người ta chỉ số lượng vậy là lấy rồi bán á. Ở đây nó có cái án cái này cái gì vậy? Có hàng trăm giải thưởng, thẻ cào, nhập mã khuyến mãi bên trong hộp để tích điểm. Có nữa. BBK và thả ra. Đây là đứng bánh ha, khúc cái gì, Buka BBK. Đúng
tiếp ra. Rồi. Đồng thời mình để ra phía sau nha các bạn. Đây. Hộp mình để 260g đó bạn. Mình cảm giác nặng lắm. Đây là trà sữa chân trâu nè. Đây là chỉ là chân trâu thôi. Tự nấu chân trâu tại nhà. Tự nấu trà sữa chân trâu tại nhà. Chân trâu đường đen. Để các bạn nó có cái đường khui. Nếu đúng ra để mình không xé ở đây nè. Mình lấy cái phần đít này là được rồi đó nè. Mình khui mà không. Mình mang tiếng khui vào mình khui trên không đó. Chủ khui Hiu Way Hiu Way chân trâu đừng nghe đâu. Chân trâu đâu? Chân trâu đâu? Rút lên hết rồi. Để hình là có chân trâu á bạn, nhưng mà hay là chỉ là trà sữa chân trâu. Có hướng dẫn. Có hướng dẫn. Hướng dẫn. Dùng kèm gói chân trâu. Chân trâu phải mua riêng. Cái này là chỉ là trà sữa thôi nha. Còn chân trâu là không riêng nữa các bạn. Có 2 giây. Trong đây có 2 giây. Cũng đúng. Tại vì trong đây cũng để nè. 160g. Tương đương với cái 5 mà. Ủa? Đây là 1 giây chân trâu, 1 giây. Nè. Một giây chân trâu, 1 giây trà sữa. Nước hả? Có nước không? Ừ. Một dây chân trâu, một dây trà sữa nha bạn. À đúng rồi, đủ bộ rồi đó. Nấu lên chúng ta có thể ăn được rồi. Bánh bánh này thì các bạn thấy rồi nè. Đó, và mình khỏi phần khui ha. Trứng 300g 15 nha 20. Có. Cũng vậy đó luôn hả? Ừ. Đại áp đó luôn. Ừ. À, cũng của BBK luôn đó bạn. Rồi chúng ta sẽ tải app BBK. Nước ngọt Panta. Cái này vị màu xanh này là soda kem. Rồi tải xong nữa bạn. Cái này mới là BBK. Đổi qua tải ra nè. Nãy cái app kia không phải app gì, nó app gì á, đây nó có xin chào bạn à, nhấp vô, đăng nhập, rồi mình đăng nhập số điện thoại nha các bạn. Rồi nó sẽ gửi cho mình một cái mã nè. Đó, mình nạp cái mã vô nè. Rồi, thành viên 10.000 đồng.
Rồi. Giờ nạp điểm hả? Mình sẽ vô nạp điểm nào các bạn. Nhập mã tại đây. Nó có cái mã để đây, cái mã này nè các bạn. EI VA CV 4I 1 NN đây bạn, quét mã chỉ bằng này. À, bấm mã xong mình bấm xác nhận, mã chưa kích hoạt không thể sử dụng. Mã voucher đính kèm là nào nữa? Không được không các bạn ơi, mã này cho vui thôi. Rồi, video bóc quà của mình có thể là xin kết thúc tại đây. Bây giờ nhỏ bạn này là 1, 2, 3, 4, 5 món nữa nè, tính luôn cái giỏ và cái nơ nữa là 7 món. Rồi, bye bye mấy bạn đã xem video của mình nha. Bạn thấy mình không có bị ngạc nhiên về cái giỏ quà của mình. Ở quà mình nó tương đối bình thường hay là không có như mấy bạn khác là ú ạ các bạn. Rồi, cảm ơn đã xem video của mình. Rồi, kết video thì mình gửi lời chúc đến các bạn là chúc các bạn chúc mừng năm mới và gia đình sung túc hạnh phúc nha các bạn. Rồi, các bạn thấy video này hay nhớ cho mình một like, đăng ký kênh để chia sẻ mình nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.